Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Hiện trong bữa tiệc cuối năm cùng Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh chiếm trọn spotlight. Nữ hoàng nội y đã chọn cho mình một chiếc váy lụa màu vàng siêu quyến rũ, lối make up nhẹ nhàng và đơn giản cũng giúp Ngọc Trinh khoe được nhan sắc xinh đẹp không góc chết của mình. Ông chủ bữa tiệc, Vũ Khắc Tiệp cũng diện trên mình một bộ vest đen khoe vẻ ngoài bành bao. Khi anh đứng cạnh nữ hoàng nội y, trông cả hai rất xứng đôi. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.